Và em đến với trận chung kết dành cho đội bạn trong xe đấu này. Trận này thì bên mình hai Grick, một Pan và một Mark. Rồi, Pan đây, Pan của Hoàng Mai Nhi. Kinh công cầm Grick. Đây là Minh Trung. Còn đây là Tý. Đương nhiên là trận này phải đánh chém công hiến rồi. Ốm bom đội bạn. Bên kia dễ đánh hơn khi có cùng chủ lực Phonesia. Hai Roman và một Cho Son anh chém. So về chém thì họ vẫn nhỉnh hơn mình. Họ hoàn toàn có thể thủ P. Với cầm Cho Son ông lên. Ở Phonesia đánh cung và hai Roman. Sự phát triển là rất lớn. Gặp game thủ màu 3. Đến từ Tý rồi. Màu 3 Triệu Tử Long. Nó cầm Roman. Don't
Chưa thấy dân màu ba đâu. Rồi vẫn cần phải hai cái e nữa thì mới có thể kín được. Bò cũng là khá nhanh. Ơi đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. 6 đồng nông dân đang đứng chơi. Trên vẫn còn một bãi ăn hoang của bố 4 nữa. Bên này là hai Zoma. Có vẻ như MOBA này vẫn chưa để ý chỗ nông dân này. Chưa biết thì phải. Nhưng con đeo tai nghe cũng đấy. À đây biết rồi, biết. Thôi en. Kinh quá. Không có công nghệ gì cả. Đây là ông MOBA. Đây là Minh Trung. Làm chỉ là 22 thôi. Gặp game thủ màu 2 ở đây. Còn Hoàng Mai Nhi. Một bài đánh chém thủ. Chưa thấy nhà phô của họ đâu cả. Dường như là ở trong góc 3 giờ. Đây là Minh Trung. Thăm 21. Phô đánh cung. Mánh máy của tí. Đã thấy những con cung R xuất hiện rồi. Vậy là màu 4 ở đây. Màu 4 rất chênh vênh thôi. Cố gắng ra y đều mà xiên vào. Một bài lực cũng không được quá khỏe rồi nhiều tí. Họ cũng đã đóng y thủ cho game thủ màu 4. Nhà màu 4 cũng rất liều tiêu thôi. Hoàng Mai Nhi cũng đã bắt đầu đẩy lên. Lượng vàng của Hoàng Mai Nhi là rất rất nhiều. Rồi, cố gắng ra thêm ruộng nào. Kinh công còn tham bao nhiêu? 14 thôi. Đang chăn được dân ăn hoang của mẫu 1. Máy của Minh Trục. Mẫu 1 đang ở bên dưới này là bãi vàng. Hơi khó để có thể đi vào. Tí đang giữ được tham là 22. Vâng, vẫn cố gắng để đâm y vào nhà của Phonesia. Tí một chút. Nhà màu 4 là thế siêu sâu. Trở lại với Hoàng Mai Nhi cái tham 50. Rồi, đi bãi vàng của màu 8 này. Màu 1 đang lơn vơn ở đây. Một cũng đang lơn vơn để đi ăn hoang.
mà nhìn vẫn đang siêu khỏe. Mạnh mẽ một tí. Rồi, tích y vào. Xiên đi anh em. Rồi, ôi, đây rồi, đây rồi. Màu 4 quân đâu nhỉ? Không thấy quân đâu màu 4 đâu cả. Quả này liệu bung cái khu vực này không? Được đấy. Một tân y đâm rất hiệu quả của màu 8. Tí cầm Max C. Mặc dù chỉ là cái tham 15 thôi. Rồi giờ di vào rồi bạn bung hốc. Rồi di lên cái bãi gỗ này đi. Rồi màu 7 này. Ơ đây 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 chém luôn không? Của ai đấy? Màu 4. Của màu 4. Dạ con xong. Quả đấy đen luôn cái móng của họ đi. Ăn được 200 gỗ. Hoa Mai Nhi mới chỉ có công thôi, lạc đà không có giáp. Màu 4 đang di dần đi nhá, cẩn thận họ ốp Hoàng Mai Nhi này. Lùi thôi. Màu 1 đang bên dưới rất nhói. Bắt mấy con chém màu 1 này trước đi đã. Tân kia lùi hết lại. Rồi bắt nốt chém vào một đã tính sau. Từ từ bình tĩnh thôi. Đã là tân này vẫn phải đảo. Chưa thể lao vào quyết tử được. 870 dành cho Panmiran. Có ai về cứu không? Ủa cả màu 2 nó cũng đông này. Rất đông. Nhưng con Kumbra được bắn chùa là khá nhiều. Họ dồn một tên rất là khoai. Nói chung quân trận này mình đánh thế là cố gắng rất nhiều rồi. Cũng không trách được các em thủ. Ghi quân là xấu hơn. 2-1 trong series đấu thứ 3 này.